Chào mừng các bạn đã trở lại với tin nhanh của ống kính hậu trường. Sau những ồn ào với Jack, KACM chính thức tung ra MV Cần Một Lý Do kết hợp cùng với Quang Đông. Ngay khi ra mắt, bản teaser Cần Một Lý Do đã nhận về vô vàn gạch đá và bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Tối ngày 19 tháng 2, MV chính thức ra mắt và vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Tính đến sáng nay, ngày 21 tháng 2, MV Cần Một Lý Do đã nhận về được hơn 6 triệu lượt xem, giữ vị trí top hot trending trên YouTube. Tuy nhiên, MV cũng nhận được 880.000 lượt dislike và hàng chục nghìn comment không mấy tích cực. Với lượng dislike MV hiện tại, KACM đang giữ kỷ lục MV có lượng dislike nhiều nhất và tốc độ dislike nhanh nhất là nhạc Việt. Kênh YouTube KACM Official cũng đã tuột mất một lượng theo dõi lớn vì bị fan quay lưng. Cụ thể, ngày 23 tháng 12 năm 2019, kênh này có hơn 4.780.000 lượt đăng ký. Đến thời điểm hiện tại, ngày 21 tháng 2, kênh chỉ còn 4.310.000 lượt, sụt giảm đến 470.000 lượt đăng ký. Trong khi đó, kênh YouTube chính thức mới lập của Jack cũng thu về 826.000 lượt đăng ký. Đáng nói, đoạn clip giới thiệu kênh cũng tăng vọt lên 5,5 triệu lượt xem và nhận về 434.000 lượt like. Có thể thấy, vì những tranh cãi thời gian qua với Jack, KACM không tránh khỏi những phản ứng tiêu cực, bình luận chỉ trích của khán giả. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc bằng việc dislike MV, bình luận chỉ trích bên dưới sản phẩm và các diễn đàn trên mạng xã hội. Các fan của KACM đã bức xúc và lên tiếng. Các bạn đớm nên dừng lại đi thôi, các bạn đang đi quá xa và quá làm tổn thương người khác đấy. Nếu không thích các bạn nên bỏ qua, chứ đừng vào đây miệt thị chất xám của nghệ sĩ như vậy. Bạn đọc Lê Nhàn bức xúc. Đồng quan điểm, bạn Bùi Thị Thùy Nhung đã bình luận. Không nên thế vì mỗi người có một lý tưởng và làm việc riêng. Khán giả nên tôn trọng người nghệ sĩ, thích hay không thì cũng nên giữ im lặng, vì họ có quyền làm những điều họ muốn. Bản thân mỗi người chúng ta ai cũng đã từng làm sai chưa? Tôn trọng người khác là kỹ năng sống cần thiết. Phản phá lại những lời binh vực, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận vào dislike thôi chứ không phí 4 phút cuộc đời lắm. Thực sự, MV và các cảnh quay cho đến góc quay đều không hề hợp với nhạc. Cũng bỏ ra 10 giây vào YouTube dislike cho có trend với chị em. Đúng là một thảm họa âm nhạc. Ngay sau khi phát hành MV Cần Một Lý Do, KACM khởi hành sang Nga để công tác trong vài tháng. KACM vừa đi công tác, gặp gỡ một số nhà sản xuất nước ngoài, đồng thời trau dồi thêm kiến thức ở lĩnh vực producer, DJ. Đây cũng chính là chuyến đi mà trước đó khán giả đồn đoán là nhà sản xuất đi du học. Anh sẽ đi ít nhất 3 tháng, thỉnh thoảng trở về lại Việt Nam để hoàn thành các kế hoạch được lên lịch từ trước. Trước đó trên trang cá nhân, nhà sản xuất 9X có nhiều bài viết và bình luận úp mở về việc đi du học. Cụ thể anh viết, tôi chưa đi mà mấy bà Keys làm tôi xúc động quá. Tháng 2 tôi mới đi mà mấy bà buồn chi, tôi không vui nhé. Thương lắm mấy bà Keys của tôi. Tôi không đi lâu đâu, sao nỡ xa mấy bà lâu chứ. Tôi tiếp tục ước mơ của mình cũng là mong muốn của các bà thôi mà. Sáng ngày 20 tháng 2, KACM tới sân bay từ khá sớm, cùng mẹ nuôi kiêm quản lý là bà Tạ Hà. Một số người hâm mộ đến đây để tiễn anh. KACM dành thời gian trò chuyện cùng fan trước khi làm thủ tục lên máy bay. Liệu sau 3 tháng du học và làm việc tại Nga, KACM có tránh khỏi dư luận và comeback với sản phẩm mới? Hãy cùng ống kính hậu trường theo dõi nhé! Đừng quên nhấn nút subscribe kênh ống kính hậu trường để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!